Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, khởi sự kinh doanh là một trong nhiều chỉ số được Ngân hàng Thế giới chấm điểm để đánh giá và xếp hạng môi trường đầu tư kinh doanh của các nền kinh tế tại báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh hàng năm. Theo đó, để góp phần cải thiện quy trình khởi sự kinh doanh bám sát với phương pháp đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thời gian qua các bộ ngành đã thực hiện nhiều giải pháp. Tuy nhiên, trong báo cáo mới được công bố, dù đã có bước tiến đáng kể đạt 84,2 trên 100 điểm, tăng 19 bậc so với năm trước, song chỉ số khởi sự kinh doanh tại Việt Nam vẫn ở vị trí thấp 104 trên 190 nền kinh tế. Điều này cho thấy quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn nhiều thủ tục phức tạp, khiến thời gian thực hiện kéo dài. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Để góp phần cải thiện quy trình khởi sự kinh doanh, bám sát với phương pháp đánh giá của Ngân hàng Thế giới, thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều giải pháp như gộp thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp và thủ tục đăng công bố thông tin doanh nghiệp, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp, giảm thời gian làm con dấu doanh nghiệp. Như trước đây thì là mình sẽ phải mất 3 ngày nộp hồ sơ giấy, sau đấy mình lại phải mất thêm một công đoạn nữa, đấy là ví dụ như thành lập mới thì phải công bố dấu, chúng tôi lại phải mất thêm một lần nộp hồ sơ nữa. Nhưng ở đây là tất cả chúng tôi làm qua mạng rất tiện. Và thứ hai đấy là về mặt chi phí là cũng giảm đi được rất nhiều cho doanh nghiệp. Những cái bộ hồ sơ ví dụ như là bổ sung ngành nghề thì bây giờ hoàn toàn là chúng tôi được miễn phí. Và như thế là tôi thấy là về cái mặt cải cách như thế là chúng tôi rất là hài lòng. Từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2015 khi luật doanh nghiệp mới có hiệu lực đó, thì về các doanh nghiệp thì đăng ký dễ dàng hơn trước đây. Thì hiện nay cũng chỉ là 3 ngày làm việc thôi, trước đây là 5 đến 7 ngày. Thì các chuyên viên một cửa thì cũng đủ hồ sơ về mặt hình thức theo đúng luật, là họ nhận hồ sơ vào về phần nội dung ấy, thì trong chuyên viên trong phòng thì chỉnh sửa thôi. Không dừng lại ở đó, tại Nghị quyết 19 năm 2018 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu cải thiện thứ hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 40 bậc trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Để đạt được mục tiêu cải thiện thứ hạng chỉ số khởi sự kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thường xuyên chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Bộ Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan cải thiện chỉ số này. Cái thủ tục đăng ký công bố thông tin doanh nghiệp cùng với cái thủ tục thành lập doanh nghiệp, và cái điều này thì cũng đã được thể chế hóa ở trong cái nghị định 108 vừa được ban hành vào tháng 8 vừa qua. Thì đây chính là một cái cải cách của chúng tôi cho rằng cũng rất quan trọng, và điều đó đã giúp giảm bớt một cái thủ tục trong cái quy trình khởi sự doanh nghiệp và làm giảm các ngày so với cái thời gian 22 ngày của năm 2018 trước đó mà Ngân hàng Thế giới đã công bố. Cùng với đó, các bộ, ban ngành, địa phương cũng tiến hành nhiều giải pháp khác để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký doanh nghiệp, kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp. Thì một là chúng tôi về mặt thủ tục hành chính đối với các đơn vị thì chúng tôi đã có một trung tâm, các trung tâm sẽ đi lo tất cả trên các thủ tục đó, và chúng ta không làm cho doanh nghiệp phải hoàn bổ sung hồ sơ quá một lần. Nghĩa là chúng tôi xem tại chỗ và hướng dẫn tại chỗ hoàn chỉnh thủ tục, và sau đó doanh nghiệp đi về và chúng tôi hoàn thành thủ tục đó. Và nếu doanh nghiệp có nhu cầu, chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện để doanh nghiệp nhận. Thì cái đó là chúng tôi đã kết hợp với cái phần bưu điện đã thực hiện thủ tục đó. Riêng đối với đăng ký kinh doanh thì chúng tôi đã rút ngắn thời gian. Ví dụ quy định hiện nay 3 ngày, thì hiện nay chúng tôi thực hiện khoảng 1,25 ngày. Ví dụ thế là thủ tục ngắn gọn, và liên quan đến cái con dấu thì doanh nghiệp tự lo nha. Nhưng mà nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đến nhận dấu và kinh doanh luôn trong thời gian là một ngày mấy đó. Tỉnh Bắc Ninh thì có một đề án về hỗ trợ khởi nghiệp được phê duyệt, và có một cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Từ bao gồm là những cái giải pháp như là được miễn cái phí hỗ trợ tư vấn của những doanh nghiệp, các hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Thế rồi có những cái chính sách cho vay theo những cái nguồn riêng theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế, và những cái hoạt động hỗ trợ về kết nối, về đào tạo, rồi tập huấn, và có một quy định riêng về hỗ trợ khởi nghiệp. Tiếp tục thực hiện các cái giải pháp về cải cách các cái thủ tục hành chính nói chung, trong đó các cái thủ tục hành chính phục vụ cho các doanh nghiệp, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành ủy, thì trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành, trong đó có Sở Kế hoạch Đầu tư
rà soát lại toàn bộ các quy trình thủ tục. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã hiện đại hóa các cái sử dụng công nghệ thông tin để làm cái công cụ chính để phục vụ cho cái cải cách hành chính này. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó là tiến hành soạn thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư, luật doanh nghiệp, soạn thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công nhằm khắc phục bất hợp lý trong các nội dung liên quan đến đầu tư kinh doanh. Hiện nay, nhiều nỗ lực cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh tại Việt Nam đã được thực hiện, các chương trình hành động đã được triển khai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Là doanh nghiệp mới, chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch trong và ngoài nước, đại diện doanh nghiệp này phấn khởi cho biết, từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp được hỗ trợ rất nhiều từ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, từ thủ tục thành lập doanh nghiệp đến những hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì chính phủ cũng đã tạo điều rất là nhiều điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp mà có ý chí mà khởi nghiệp, thì cho nên là đây là một cái vấn đề rất là thuận lợi cho doanh nghiệp. Bản thân tôi là khi khởi nghiệp mà được chính phủ coi như là quan tâm, chính quyền địa phương của quận, của Đức cũng như là của thành phố, cao hơn nữa là cấp trung ương, chính phủ thì quan tâm, đặc biệt là rất là nhiều quan tâm đến vấn đề về những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đứng đầu cả nước về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, một trong các bước của quy trình khởi sự kinh doanh, hiện nay tỉnh tiếp tục nỗ lực đơn giản thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta. Một là chúng tôi tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền. Đồng thời chúng tôi cũng có cả một cái chính sách để hỗ trợ để nâng cao cái chất lượng của doanh nghiệp. Chứ không phải là mình chỉ giải quyết cái khó không được, nhưng mà vậy chúng tôi cũng đánh giá rằng đại bộ phận các doanh nghiệp thì đều thoát ra từ hộ kinh doanh gia đình. Cách tầm nhìn, chiến lược, kỹ năng quản trị rất là thiếu. Nhưng mà cái đó nó sẽ là cái rủi ro thị trường rất là lớn trong sự cạnh tranh khốc liệt thế này. Thành ra cái trách nhiệm để hỗ trợ, để nâng cao cái chất lượng của doanh nghiệp đó, để vừa tăng về số lượng nhưng mà nâng cao chất lượng để giảm thiểu những cái sự rủi ro thị trường, giảm thiểu những doanh nghiệp phải. Là địa phương có lượng doanh nghiệp đông đảo nhất cả nước, các sở ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng nỗ lực tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh khi gia nhập thị trường. Là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại trụ sở văn phòng cục thuế và triển khai 24 tại 24 điểm của các chi cục thuế quận huyện. Và doanh nghiệp khi mà có ý tưởng khởi nghiệp thì cũng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin, các thủ tục liên quan đến không chỉ về thuế và các cái vướng mắc mà doanh nghiệp có thể có một cái những cái câu hỏi liên quan đến kế toán chẳng hạn, hoặc là liên quan đến việc những cái chi phí để thực hiện các thủ tục về thuế, thì chúng tôi cũng sẽ có một cái cổng thông tin riêng kết nối với cổng thông tin của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố để làm sao đó cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều địa phương đã nỗ lực trong việc tạo điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp. Đăng ký kinh doanh rút ngắn còn 3 ngày, đăng ký qua mạng còn 2 ngày, miễn phí đăng ký kinh doanh. Chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam đã có bước tiến đáng kể tại báo cáo Doing Business 2019. Cụ thể, chỉ số này đạt 84,82 trên 100 điểm, đứng thứ 104, tăng 2,6 điểm và vươn lên 19 bậc so với năm 2017. Nổi bật, trong số 3 cải cách về môi trường kinh doanh của Việt Nam được WB ghi nhận trong năm 2018, thì có 2 cải cách thuộc chỉ số khởi sự kinh doanh. Cụ thể là trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, gồm cho phép công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Bên cạnh đánh giá tích cực của Ngân hàng Thế giới, trong năm 2018, lĩnh vực đăng ký kinh doanh cũng đã có những sự ghi nhận từ cộng đồng trong nước. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI 2017 đánh giá, gia nhập thị trường là lĩnh vực xếp thứ nhất về mức độ hài lòng so với lĩnh vực khác trong vòng 12 năm liên tiếp điều tra BCI. Bên cạnh đó, báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2018 do Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính cũng đã ghi nhận đăng ký kinh doanh là lĩnh vực đứng thứ 2 về chi phí tuân thủ thủ tục thấp nhất trong số 8 lĩnh vực được đánh giá.
Mặc dù kết quả đạt được đáng ghi nhận, song trên thực tế chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam vẫn nằm ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới và chưa đạt mục tiêu nằm trong top ASEAN 4. Nguyên nhân là do các thủ tục trong điều kiện kinh doanh hiện nay vẫn trong tình trạng chồng chéo do nhiều bộ cùng quản lý. Trong bảng xếp hạng chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2016, Việt Nam đứng vị trí thứ 90 trong số 189 nền kinh tế được đánh giá, tăng 3 bậc so với năm trước. Trong đó, chỉ số về khởi sự kinh doanh tăng 6 bậc, từ thứ hạng 125 lên thứ hạng 119. Năm 2017, dù thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng 9 bậc, từ thứ 91 lên thứ 82 trên 190 nền kinh tế, nhưng khởi sự kinh doanh của Việt Nam lại giảm 10 bậc, đứng ở vị trí 121 so với năm trước. Năm 2018, môi trường kinh doanh của Việt Nam tiếp tục tăng 14 bậc, từ vị trí 82 lên vị trí thứ 68 trên 190 nền kinh tế. Song chỉ số khởi sự kinh doanh vẫn đứng ở gần cuối bảng xếp hạng, vị trí thứ 123, giảm 2 bậc so với năm 2016. Năm 2019, dù tăng 19 bậc so với năm trước, song chỉ số khởi sự kinh doanh của Việt Nam vẫn ở vị trí thấp, 104 trên 190 nền kinh tế. Điều này cho thấy chỉ số này có sự cải thiện rất chậm. Chúng ta đang nằm ở cái vị trí dưới 100, từ 121, từ 119, 123, sau đó thì chúng ta đang ở vị trí 104 và vẫn ở dưới cái vị trí 100, có nghĩa là chúng ta vẫn đang ở cuối bảng xếp hạng. Vì trong cái bảng xếp hạng tuy là 190 nền kinh tế nhưng mà có rất là nhiều nền kinh tế rất là nhỏ và bé, vì thế mà nếu nằm ở dưới vị trí 100 có nghĩa là chúng ta đang nằm ở dưới bảng xếp hạng. Đối với cái chỉ số về khởi sự kinh doanh thì thì Ngân hàng Thế giới họ đánh giá theo cái thực tiễn và thực hiện các cái thủ tục. Thì hiện nay chúng ta có 8 bước thủ tục, mà với một cái 8 bước như vậy thì so với các thực tiễn tốt chỉ cần 1 bước thủ tục, thì rõ ràng là chúng ta đã xa so với thế giới rất là nhiều. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy trình khởi sự kinh doanh tại Việt Nam hiện nay bao gồm 8 bước, bao gồm thành lập doanh nghiệp và đăng công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, làm con dấu doanh nghiệp, gửi thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng, mua hoặc tự in hóa đơn VAT, nộp thuế môn bài, đăng ký lao động và đăng ký bảo hiểm xã hội. Các bước này thuộc phạm vi của 5 cơ quan quản lý nhà nước bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam với thời gian là 17 ngày. Chúng tôi nghĩ là cái chỉ số đó nó đánh giá tương đối là khách quan, vì chúng ta vẫn đang xếp ở bậc thứ 100. Nó đánh giá đúng cái thực tế của thị trường khởi sự kinh doanh tại Việt Nam. Bởi vì hiện nay thì sau nghị quyết số 35 thì chúng ta đang gọi là khởi động thôi. Khởi động trong cái việc mà chúng ta đưa các cái chính sách. Bởi vì chính sách hiện nay thì chúng ta phải có cái sự năng động để thay đổi, để làm sao phù hợp với các nền kinh tế thị trường. Thì chúng ta vẫn chưa thay đổi để kịp xu thế. Bởi vì rất nhiều các nhà đầu tư thì họ đầu tư tại Việt Nam nhưng họ có thể rút khỏi thị trường Việt Nam rất là nhanh chóng. Bởi vì chúng ta vẫn chưa ổn định vấn đề về mặt kinh doanh, vấn đề về mặt thị trường. Mà để thực hiện cái thủ tục khởi sự kinh doanh mà mất đến 17 ngày. Như vậy là cái thời gian rất là dài, thậm chí các nước khác có thể chỉ làm trong ngày cho một thủ tục khởi sự kinh doanh chứ không chỉ thuần túy là đăng ký kinh doanh. Chính vì thế mà cho đến hôm nay thì mặc dù là chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về chỉ số này, nhưng những thay đổi thì cũng còn rất là chậm. Những cái sự kết hợp các cái bước thủ tục liên quan đến thuế với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh, với cơ quan bảo hiểm xã hội hay là với Tổng Liên đoàn Lao động thì cũng còn rất là chậm. Và cái sự kết hợp chậm như vậy, cái sự phối hợp chậm như vậy cũng khiến cho cái chỉ số này của chúng ta tuy có thể cải thiện nhưng mà chúng ta chưa tiến được nhanh. Đáng chú ý, trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại một số bộ ngành và địa phương của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, một số doanh nghiệp được hỏi cho biết, dù tình trạng gây khó dễ, vòi vĩnh khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh hay thay đổi đăng ký kinh doanh đã giảm, song vẫn còn tình trạng cứng nhắc khi một số cán bộ xử lý hồ sơ khiến doanh nghiệp mất thời gian. Chẳng hạn, có doanh nghiệp lập biên bản họp không giống với thể thức văn bản đăng tải trên website của tỉnh thì bị yêu cầu làm lại. Còn về cái phần mà đăng ký qua mạng, đăng ký online, thì phần đấy thì thường mất thêm một ngày để đối chiếu hồ sơ, vì 3 ngày làm việc trên cổng thông tin rồi, nhưng mà tuy nhiên phải mất thêm một ngày để đối chiếu hồ sơ nữa để nhận kết quả. Việt Nam vẫn cho rằng là gia nhập thị trường chỉ là thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh mà thôi. Nhưng mà theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, theo đánh giá của thông lệ quốc tế, thì gia nhập thị trường là bao gồm trình tự thủ tục của rất nhiều thủ tục về đăng ký kinh doanh, về thủ tục thuế, thủ tục con dấu, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký lao động, đăng ký bảo hiểm xã hội, thì những cái thủ tục đấy. Chính vì vậy mà cải cách về gia nhập thị trường không chỉ tập trung cải cách vào cái đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký kinh doanh mà cần phải có sự liên thông giữa các thủ tục.
Không ít chuyên gia cho rằng khởi sự kinh doanh, một trong số những chỉ số được xem là dễ dàng cải thiện nhất, nhưng nhìn vào xếp hạng của Doing Business trong nhiều năm thì việc chỉ số vẫn nằm ở vị trí trên 100 trên 190 quốc gia là điều đáng suy nghĩ. Theo đó, những rắc rối về thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, cơ chế chưa thực sự rõ ràng khiến không ít doanh nghiệp khởi nghiệp phải ra nước ngoài đăng ký kinh doanh dù công ty hoạt động tại Việt Nam. Thưa quý vị, với những rào cản trên cần có nhiều giải pháp tháo gỡ kịp thời, chỉ số kinh doanh cần được tiếp tục cải thiện, đặc biệt là hiệu quả nhanh chóng thực hiện các giải pháp phải có sự đồng bộ từ các ngành các cấp, từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh. Tích cực cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh, các sở ngành địa phương đã chủ động thực hiện các giải pháp đơn giản thủ tục trong quy trình khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp. Điển hình là địa phương có lượng doanh nghiệp hoạt động và doanh nghiệp thành lập mới lớn nhất cả nước. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với các sở ngành trên địa bàn đơn giản thủ tục, cắt giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Như là 3-1, 4-1, 5-1, tức là kết hợp các cái thủ tục lại với nhau để khi các nhà đầu tư lên thực hành thành lập doanh nghiệp thì chỉ cần đi một lần mà giải quyết được nhiều thủ tục. Về thủ tục đầu tư thì chúng tôi cũng tăng cường cái việc mà đăng ký đầu tư qua mạng. Theo đó thì cái thời gian giải quyết thủ tục chúng tôi cũng kéo giảm xuống từ 15 ngày làm việc theo quy định xuống còn 7 ngày, 10 ngày. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia cần rà soát nguyên nhân làm tăng thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thời gian thực hiện thủ tục được ghi nhận là 3 ngày làm việc theo đúng quy định của luật doanh nghiệp thay vì 5 ngày như hiện nay. Bộ Tài chính cần đảm bảo thực hiện đúng quy định về thời gian mua tự in hóa đơn VAT theo quy định hiện hành. Nếu quy định hiện hành được thực hiện nghiêm túc, thời gian hoàn thành thủ tục sẽ được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, giúp giảm 6 ngày trong tổng thời gian thực hiện khởi sự kinh doanh. Cái mong mỏi của doanh nghiệp thì chúng tôi nghĩ rằng vẫn được tiếp tục cải cách. Cải cách ở đó không chỉ có cải cách thủ tục, bởi vì nếu như cải cách thủ tục mà làm cái thủ tục nộp thuế thì nó rất thấp rồi. Như vừa rồi anh Canh Tuấn đã trình bày, một năm chỉ có 17 giờ, và nếu chúng ta chia 17 giờ có 12 tháng, thì một tháng là doanh nghiệp tiếp xúc với cơ quan thuế để làm thủ tục ở cơ quan thuế dưới 1,5 giờ, và như vậy rất thấp. Nhưng cái vấn đề là gì? Là doanh nghiệp phải chuẩn bị số liệu, họ phải kê khai, rồi các cái thủ tục khắp nơi, thì cái thời gian đó ở doanh nghiệp là nhiều. Vậy thì thông qua cái kết nối cơ sở dữ liệu, thông qua cái hóa đơn điện tử, làm thế nào để doanh nghiệp giảm thiểu những thủ tục, đối chiếu thủ tục của mình, và theo đó là gì? Họ sẽ giảm thiểu được thời gian ở doanh nghiệp. Về lâu dài, cần có sự đầu tư nghiên cứu đánh giá nghiêm túc về khả năng liên thông điện tử giữa thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký lao động, bảo hiểm xã hội. Đơn giản hóa, hiện đại hóa quy trình khởi sự kinh doanh, việc liên thông điện tử này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian gia nhập thị trường. Đối với cái lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì hiện nay chúng ta theo đánh giá của các tổ chức quốc tế và cụ thể là của Ngân hàng Thế giới thì bảo hiểm xã hội của Việt Nam thì chúng ta đang ở cái vị trí tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Điều này thì cho thấy rằng là chúng ta còn rất là nhiều dư địa để chúng ta có thể thay đổi. Và trong cái nội dung mà liên quan tới cái lĩnh vực về bảo hiểm xã hội thì có hai vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Thứ nhất đó là cái tỷ lệ về thu nộp và bảo hiểm xã hội. Vấn đề thứ hai là cái thời gian thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm xã hội. Để đạt mục tiêu cải thiện thứ hạng chỉ số khởi sự kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên chủ trì cùng Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cơ quan liên quan cải thiện chỉ số này. Cùng với đó, đơn vị chủ trì Cục Quản lý Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tiến hành nhiều giải pháp khác để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, như kết hợp công bố thông tin doanh nghiệp cùng thời điểm đăng ký doanh nghiệp, kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí công bố thông tin doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chính về chỉ số khởi sự kinh doanh. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết cũng sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá về ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó là tiến hành soạn thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư luật doanh nghiệp, bổ sung một số điều của luật đầu tư công nhằm khắc phục bất hợp lý trong các nội dung liên quan đến đầu tư kinh doanh. Mặc dù chỉ số khởi sự kinh doanh đã có bước tiến đáng kể trong bảng xếp hạng, song chiếu theo mục tiêu mà Nghị quyết 19 năm 2018 NQ-CP đặt ra cho năm nay là tăng ít nhất 40 bậc, nghĩa là ở khoảng vị trí thứ 80 thì kết quả đạt được mới non nửa mục tiêu đề ra. Vì vậy, những giải pháp trên được thực hiện quyết liệt đồng bộ thì mục tiêu này mới có thể cải thiện, từ đó tạo ra cho doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.